Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ hai làm việc đầu tuần này, thời tiết tại Bắc Bộ chưa có nhiều thay đổi. Khối không khí lạnh vẫn tiếp tục chi phối toàn miền, nên trường gió đông đến đông nam vẫn đưa hơi ẩm vào đất liền, nên các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ duy trì khá nhiều mây, kèm theo hiện tượng sương mù rải rác và độ ẩm cao trên 81%. Tiết trời chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm khi mà nhiệt độ hạ thấp, phổ biến từ 19 cho tới 22 độ ở khu vực đồng bằng, còn tại các tỉnh vùng núi là từ 13 cho tới 17 độ. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức từ 23 cho tới 26 độ tại khu vực Đông Bắc Bộ. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng bởi gió đông ẩm nên trời ít mây hơn, ban ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ, nhiều nơi còn trên 28 độ. Tuy nhiên, kiểu thời tiết ấm áp này sẽ không còn kéo dài lâu nữa vì từ đêm nay thì khối không khí lạnh mới tràn xuống sẽ khiến cho thời tiết Bắc Bộ thay đổi nhanh chóng. Sang ngày mai trời nhiều mây và có mưa rải rác nên nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Từ đêm mai thì toàn khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 14 cho tới 16 độ và vùng núi là từ 11 cho tới 13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Khả năng đợt rét này sẽ còn kéo dài cho đến Tết Dương lịch, vì vậy bà con ở vùng núi nên chuẩn bị để có các biện pháp phòng tránh rét để bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là khi Tết Nguyên đán đã đến gần. Xu thế giảm mưa vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay ở khu vực miền Trung. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, trời còn nhiều mây vào đêm và sáng. Ban ngày trời sẽ có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này sẽ là từ 26 cho tới 29 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, mưa cũng chỉ xảy ra ở vài nơi. Ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ trưa chiều tại đây đồng loạt tăng lên ở mức từ 28 cho tới 31 độ. Tuy nhiên, tình trạng giảm mưa ở miền Trung sẽ chấm dứt từ ngày mai 27 tháng 12 khi mà đới gió đông bắc tràn xuống kết hợp với địa hình sẽ khiến cho mưa dông tăng trở lại cho các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng đang có diễn biến thuận lợi, trời vẫn phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ, còn các tỉnh Nam Bộ nắng sẽ gắt hơn và nhiệt độ trưa chiều khá nóng với mức nhiệt từ 31 tới 34 độ. Và cuối cùng, như thường lệ, là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay đáng lưu ý nhất là diễn biến về cơn bão Nokten đang tiến vào khu vực Biển Đông, nên trong những ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cũng như là vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ sẽ diễn biến khá xấu và nguy hiểm. Ngoài ra, từ đêm nay trở đi thì không khí lạnh tràn xuống cũng sẽ khiến cho Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, mặc dù cường độ gió hoạt động yếu dưới cấp 5, tuy nhiên mưa rào và dông mạnh vẫn có khả năng xuất hiện. Trong cơn dông tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc, gió giật mạnh, các tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, như vậy là từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, trời nhiều mây, có mưa rải rác nên nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét. Còn với miền Trung, cũng từ ngày mai 27 tháng 12, do tác động của đới gió đông bắc nên khu vực sẽ có mưa dông trên diện rộng. Và sau đó thì từ khoảng ngày 28, ngày 29, mưa còn có xu hướng tăng thêm về diện và lượng, kéo dài đến ngày 2 tháng 1. Cần đề phòng gió giật và lũ lên trên các sông suối. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.